con tôm và con cua này mình dở dớn bắt được ở sông Tiền nè các bạn. Thành Cao chào các bạn, hôm nay Thành Cao đi chợ mua bánh tằm về ăn nè các bạn. Bánh tằm này mình mua ở ngoài chợ là 15 ngàn một tô nè các bạn. Trong đó có xí muội nè, thịt heo, giá, rau. Thịt heo khè, rau thơm, xí muội này ăn nó dai dai, có để gân heo gì trống á các bạn. Rau giúp cá nè, còn đây là bánh ướt nè các bạn. Giá nè, giá ăn rất là giòn.
Đây là trứng gà nè các bạn, trứng gà này ở nhà mình nuôi nè. Gà này là gà tơ, gà so, trứng nó nhỏ. Giờ mình dùng tôm nha các bạn. Thịt nó rất là ngọt. Còn đây là con cua nè các bạn. Các bạn nào ăn cái càng không, mình bẻ cho các bạn cái càng nè. Càng cua. Càng cua này đem tới Sài Gòn là mình bán 400-500 ngàn đồng một ký đó các bạn. Nó nè. Nó ngọt mà nó ngọt ngọt thanh lắm các bạn. Nó ngọt dịu dịu. Những người mà xa quê hương á các bạn, ở thành phố hoặc là Việt kiều nước ngoài về nước á, mình mà đãi thịt người ta không có thích, mà các bạn mua cua bắt ốc các bạn đãi người ta rất là thích. Đây cái mình nó nè, mình tách ra cho các bạn xem nè. Đó. Rồi, cái yếm đó nè các bạn. Đây là con cua này, là con cua đực. Nó có cái yếm nó nhỏ nè. Cua này nó rất là giàu canxi các bạn. Các trẻ nhỏ là ăn rất là tốt. Nó tạo xương. Trái này là trái dưa leo.
ăn nó rất là giòn. Cái đầu tôm này mình chấm với nước mắm tôm các bạn. Cái đầu nó có rất là nhiều gạch tôm rồi các bạn. Càng nữa cái càng này mình nhai luôn vỏ của nó cho nó vào canxi.